Chào các bạn, Lumia 950 là sản phẩm smartphone cao cấp chạy Windows 10 Mobile vừa được Microsoft bán ra ở Việt Nam. Ngoài nền tảng mới của Microsoft cùng với cấu hình mạnh, sản phẩm được trang bị nhiều công nghệ và tính năng hiếm thấy trên smartphone hiện giờ. Với Continuum, Lumia 950 đem lại trải nghiệm tốt hơn khi làm việc cũng như giải trí trên điện thoại di động. Khi kích hoạt, Continuum chuyển nội dung đang hiển thị trên điện thoại sang màn hình lớn với giao diện như trên máy tính Windows thông thường. Người dùng có thể soạn thảo văn bản với Word, chỉnh sửa dữ liệu trình chiếu PowerPoint hay làm bản tính Excel với giao diện như trên máy tính. Trình duyệt web cũng được phóng lớn và hiển thị đầy đủ chức năng. Để nhập liệu và điều khiển tiện hơn, Lumia 950 còn có thể kết nối với bàn phím và chuột máy tính, lưu trữ dữ liệu với ổ cứng di động. Thay vì sử dụng vân tay, Lumia 950 sở hữu tính năng bảo mật có độ an toàn tương đối, đó là quét võng mạc. So với tính năng nhận diện khuôn mặt từng có trên Android, Windows Hello của Microsoft nhanh, chính xác và an toàn hơn. Ngay cả trong điều kiện trời tối và ánh sáng yếu, máy vẫn nhận diện nhanh chỉ trong 1-2 giây để mở khóa thiết bị. Lumia 950 là một trong số ít smartphone trên thị trường được tích hợp cổng USB Type-C thay thế cho micro USB quen thuộc. Lợi ích đầu tiên có được là người dùng không cần lựa đúng mặt để cắm cáp, giúp cho cổng kết nối và điện thoại bền hơn trong quá trình dùng. USB Type-C còn đem lại khả năng truyền dữ liệu và năng lượng nhanh hơn micro USB truyền thống. Chuẩn kết nối USB là 3.1, trong khi điện áp hỗ trợ lên tới 20V và 5A. USB Type-C thay thế luôn cho các kết nối cũ, bao gồm HDMI, Vega, USB, DisplayPort và sạc. Lumia 950 là smartphone đầu tiên của Microsoft sở hữu màn hình độ phân giải Quad HD 2K. Với kích thước 5,2 inch và độ phân giải cao gấp 4 lần chuẩn HD 720p, màn hình hiển thị trở nên siêu nét với mật độ điểm ảnh lên tới 564 ppi, cao gần gấp đôi chuẩn Retina. Thế mạnh về khả năng chụp hình tiếp tục được phát huy trên Lumia 950. Với chiếc xử lý đa nhân Snapdragon 808 và RAM nâng lên 3GB, tốc độ chụp và xử lý ảnh trên 950 nhanh hơn nhiều các phiên bản tiền nhiệm như Lumia 1520 hay 930. Cảm biến ảnh dạng backside illuminated có kích thước lớn 1:24 inch cùng hệ thống ống kính 6 lớp, khẩu độ f1.9 và công nghệ chống rung quang học giúp máy thu được hình ảnh có độ chi tiết cao. Lumia 950 vẫn hỗ trợ khả năng chụp hình chuyên nghiệp so với một chiếc điện thoại khi có chế độ chỉnh tay, phơi sáng và lưu ảnh ở định dạng RAW. Khả năng quay video đạt chuẩn 4K Ultra HD, hỗ trợ video tốc độ 30 hình trên giây, cũng như tính năng lấy nét liên tục, ghi âm đa chiều. Với những tính năng được nâng cấp thì Lumia 950 đang dần chiếm lại cảm tình của những người yêu thích công nghệ. Nhưng để có thể phát triển tốt hơn, có lẽ Microsoft nên bắt đầu làm phong phú thêm về kho ứng dụng của mình. Với mình thì Lumia 950 thật sự mang lại nhiều cảm giác phấn khích. Còn các bạn thì sao? Hãy để lại suy nghĩ của mình ở phần comment bên dưới nha!